Rồi thì bây giờ chúng ta vào mặt top nè, F3 nè, thì chúng ta thấy là những cái ô này nè là ô cửa sổ nè, cửa sổ, cái này cửa đi, cửa sổ ha. Thì chúng ta sẽ dựng hình như sau nè. Bây giờ chúng ta vẽ một cái bóc, vẽ một cái bóc ha. Sau đó truy bắt điểm á, thì truy bắt điểm á thì kích vô cái phần truy bắt điểm này nha thầy nè. Rồi, kích vô đường truy bắt điểm này trục phải. Bây giờ chúng ta chọn là chọn vertex thôi. Endpoint vertex là điểm thôi. Chọn vertex là điểm. Rồi, thế thì mình vẽ bóc như sau nè. Số 1 từ đây ha, mình đang lệnh bóc nha. Số 1, số 2. Xong đưa lên cao là chiều cao của nó đó, là cái chuồng cái. Đó, cái chuồng trái cái cho nó dừng cái chiều cao, mình nhấp chuồng phải nó lại bóc ra. Thì nhìn từ perspective á, nhìn phố cảnh á thì chúng ta có cái hình này. Thì phố cảnh chúng ta có cái hình này, nhìn ra. Đó, thì như vậy để chính xác á thì chúng ta phải tăng cái chiều push này nè, tăng lớn lên, tại sau này chúng ta sẽ trừ khối á, cho nên chúng ta phải tăng lớn lên. Tăng lớn lên nè. Đó, chiều push thì giữ nguyên ha. Chiều push là giữ nguyên, còn chiều cao của nó nè. Chiều cao của nó tức là cái bóc này nè. Nó cao bao nhiêu ha. Thì đối với cái cửa sổ á, cửa sổ á thì trung bình là bình thường á là một cái cửa đi á, là cao là 2m2 tính từ sàn lên. 2m2 là tính từ sàn lên. Còn cửa sổ á, tức là cái phần mí trên á, ví dụ như thế này nè. Ví dụ như là cái chiều cái cửa sổ cửa đi đây đúng không? Đó. Thì cái cửa sổ trong nhà á, cái phần chiều cao á, nó cũng phải bằng như vậy luôn nè. Đó là cửa sổ nè. Thì thông thường là chiều cao là 2m2, thì cái chiều cao của cái sàn lên cửa sổ này á, với cộng với lại cái chiều cao này á, thì tổng cũng phải là 2m2 luôn. Đó. Thông thường là cái chiều cao cái phần hở như này khoảng 900 tới 1m. 900 tới 1m chúng ta chọn mét đi. Đó. Còn cái chiều cao là 2m2 thì trừ cho khoảng 1m. Thì chiều cao tầm 1m2. Cái này chúng ta cao 1m2 đi. Rồi, chiều suy ra là cái này cộng 1m2 này. Đó, chiều cao tầm 1m2, cái cửa sổ là 1m2. Đồng thời di chuyển nó lên. Di chuyển nó lên theo chiều trục Z là 1m. Chiều cao lên 1m. Thì nói chung là nó nằm trong cái khoảng này. Nó nằm trong cái khoảng này. Đó, cái một cái khối bóc nó nằm trong khoảng này nè. Đó, như không? Đó. Thì cái cách làm mà phương pháp là như vậy. Nhưng mà sau khi chúng ta làm một cái rồi á, thì những cái sau á chúng ta làm nhanh hơn chứ không thể làm như vậy. Bây giờ thầy làm cái thứ hai cho đi nè. Chúng ta kiếm cửa sổ này chẳng hạn nha, giờ làm nhanh nè. Số 1 từ đây đúng không? Số 2 từ đây. Đưa trục lên cao, xác lập chiều cao, cái trục trái, cái trục phải. Xong nó qua bên modify sửa luôn. Qua modify sửa luôn, đó là cái chiều len này nè, tự động mình tăng luôn. Còn cái chiều cao này nè. Chiều cao này nè, tự động sửa thành 1.2 luôn. Tự động sửa thành 1.2 luôn, đó là rồi nhấp chuột phải, chờ công cụ mua. Thì cái chiều Z nè, tự động gõ một mét thôi luôn. Đó, là chúng ta làm hết luôn và tự động nó đúng luôn, không cần phải kiểm tra lại nữa. Bây giờ do là thầy là lần hai thì ta thấy kiểm tra lại cho thấy. Còn nếu ta làm thì tự động nó ra đúng như vậy luôn. Rồi, tương tự như vậy thì cái bóc khác. Ví dụ một cái cửa bây giờ hết cửa sổ rồi, bây giờ tới cửa đi. Cứ đi bên này tương tự như vậy nè, vẽ nè. 1 2 cao chụp phải. Và đây chiều len này bự hơn ha. Chiều width thì giữ nguyên, chiều cao của nó là 2m2 luôn. Tại vì cứ đi là 2m2. Cho nên là khỏi sửa luôn, như vậy là xong luôn. Rồi cứ đi bên này. Bóc. Từ đây qua đây. Cao lên chụp phải ha. Sau đó cái chiều len này nè, tăng lên luôn. Còn chiều cao của nó là 2m2, tại vì cứ đi mà. Còn chữ width thì không đụng tới, để nguyên. Rồi. Rồi cái bóc khác. Bóc bên này cũng như vậy. Làm cho đúng nha, chỗ này là kích điểm cho đúng. Rồi, như vậy là cái chiều len này là tăng lên nè. Tăng lên bao nhiêu cũng được, nó rộng hơn cái tường là được. Còn chiều cao này là 2m2. Cứ đi là cứ 2m2 hết là được. Đây, cứ đi này cũng vậy. Rồi, cái này là như này ha. Chiều cao là 2m2. Rồi, cái này cũng vậy.
cao là 2,2. Ta gõ vào luôn, không cần nữa. Và không cần làm theo chiều Z nữa, thì chỉ có cửa sổ mới làm thôi. Còn cửa đi thì không cần làm. Rồi, rồi và chúng ta có thêm hai, có thêm cái cửa bên hông này. Cái hai cái cửa nó nằm chiều khác. Đây, đó là cái cửa đi bên này nè. Thì lần này là không phải là chiều chiều len nữa mà chiều width ha. Chiều width nó khác đi một tí, nhưng mà chiều cao vẫn là 22. Đó, và cửa đi của phòng toilet. Đó, rồi chiều cao là 22. Rồi, và sau đó chúng ta kiểm tra là lần cuối. Đó, chúng ta thấy là tất cả những cái nào nó có liên quan tới cửa đi và cửa sổ đều có một cái box trắng ngang qua để mình trừ đi, khoét cửa đi và cửa sổ. À, đó, như vậy là trừ nó xong. Và trước khi trừ, chúng ta sell S lại một cái. Như vậy tường thô rồi đúng không? Sau đó chúng ta ghi là tường thô chưa trừ, sell một cái file max khác là tường thô chưa trừ, để nếu mà có lỗi thì vẫn còn file cũ, sell lại một phát. Đó, như cái hai file. Rồi sau đó mới tiến hành trừ. Mới tiến hành trừ, trừ như sau nè. Đứng tại cái khối 3D này. À, đứng tại cái khối 3D này nè. Sau đó qua bên là compound object. Compound object, sau đó xài cái propylene. Propylene, sau đó chọn chế độ là subtraction là trừ nè. Kích vào start picking. Rồi kích vô đây trừ. Trừ một phát nè, nhưng mà thang ngang. Trừ nó hay bị lỗi lắm á. Đó, trừ cái này được nè. Được nè. Trừ mà nó có dấu hiệu lạ là khoan ngang, ví dụ nè, thì trừ cái này nè, nó có cái dấu gì, có cái màu khác khác là ai thì đó, nói chung là trừ được tới đây rồi, trừ được tới đây rồi. Còn hai khối này thì chưa có trừ, thấy nó hơi là lạ. Rồi dừng lại. Rồi khối này thì xóa đi, thì vẽ lại hai khối này, thì thấy nó là lạ, vẽ lại nè, vẽ lại bóc mới nha. Tại khi trừ xong nó thấy nó có một cái vớ chỉ trên tường đó, cho nên thì mới rồi vẽ lại cái bóc mới. Rồi cái này nó bự lên ha, chiều cao là bằng cửa sổ thì 1m2 thôi, cửa sổ thì 1m2. Rồi nhưng mà nó cách cái sàn ở dưới thì Z là 1m. À, rồi bây giờ thì trừ lại lần nữa nè. Đó, ok. Rồi chọn cái miếng này nè, xem cái con nữa. Cái này thì nghi lắm nè, tự nhiên ngờ chỗ này lắm. Rồi cái box như cái tường này nó bị méo hay sao đó. Nó bị lỗi gì nó ở đây nè. À, trừ nó bị màu đen này nè, là bị lỗi rồi đó. Chúng ta phân con cái này nè, xóa đi, vẽ lại, kiểm tra lại nó bị lỗi chỗ nào nha, cẩn thận chỗ này. Thì từ phương án khác, thì là từ phương án khác nè. Lỗi là sao? Lỗi là khi mà trừ mà chúng ta thấy những cái xung quanh nó có cái vết hiện tượng là lạ. Ví dụ thấy là trừ nè, trừ xong chúng ta thấy nó bị đen không? Bị đen đen cái này không? Là lỗi đó, cho nên chúng ta cần reset liền và chúng ta dùng phương án khác. Chúng ta dùng phương án này nè, boolean ở trên đó, boolean fit or button p. Đó, như vậy mới được nè. Đó, xong. Đó. Ai mà lạ thì nhớ với báo thì biết liền. Đó, trừ như vậy xong. Và kết quả thì chúng ta có được toàn bộ những cái ô chờ của nó, gọi là ô chờ cửa đi, ô chờ cửa sổ của tất cả các phòng để được xử lý xong. Và làm xong rồi, Shell S một cái file khác nữa, đặt tên là tường thô
đã trừ trường thô đã trừ đó, thì có nghĩa là chúng ta phải lưu trữ những cái file, nó có nhiều cái bước làm để có sai chúng ta vẫn có thể phục hồi lại được. Hay nói lại, chúng ta có tường thô chưa trừ, tường thô đã trừ và tường thô. Tường thô là mình mới ép xong, sau đó tường thô chưa trừ tức là mình vẽ mấy cái bóc chèn vô, và cuối cùng là tường thô đã trừ thì mình có file như vậy. Thì nếu mà có sai mình vẫn phục hồi là được. Rồi xin mời lớp mình làm tới đây cho thầy. Đó, cách hết tất cả những cái đi cửa sổ như vậy. Xem lại. Rồi mình